Hôm nay tôi kiểm tra ở trường. Vì cần tiền đến địa chỉ này đóng tiền lời giúp giùm tôi nha. Chỉ để tụi nó gọi tôi không bắt máy, mà không tụi nó lại tới làm phiền nữa. Chào chú. Em gái, anh giúp được gì cho em? Dạ không, con tới đóng tiền lại à. Sao lại con? Anh còn nhỏ tuổi lắm. Thôi em đọc tên họ đi. Lê Minh Thắng. Lê Minh Thắng. Lê Minh Thắng. 700 ngàn. Ghi vô đây. Đi. Con gái không được mở mắt ra đâu nha. Coi chừng bậc thang nè con. Bước xuống bậc thang nè. Rồi. Đi. Nè, không được tí hí đâu đó. Rồi con quay qua đây. Bước một bước dài nha. Bước dài thật dài. Đúng rồi. À, con gái của bà không được chơi ăn gian nha, không có mở mắt ra nha. Rồi. Khi nào ba đếm 1, 2, 3 con mới được mở mắt ra đó. À, chuẩn bị nha. 1, 2, 3 mở mắt chúc ra. Wow, đẹp quá. Con có thích không? Dạ có. Con gái, tiệc tổ chức trong khuôn viên gia đình nè, không có mời bạn con, với lại cô không lớn nữa, con có buồn không? Dạ không, con rất thích không khí ấm áp của gia đình mình. Thôi bây giờ nè, ba sẽ đốt đèn cầy lên, rồi cái con cầu nguyện rồi thổi đèn cầy nha. Dạ. Con gái nè, lúc nãy á con cầu nguyện cái gì nói cho ba nghe nhé. Bí mật con sẽ không bao giờ nói cho ai biết đâu. Trời ơi, giấu nữa kìa. Đây nè, đây là quà của dì, chúc mừng sinh nhật con nha. Con cảm ơn dì. Ba quên chuẩn bị quà sinh nhật cho con rồi. Không sao đâu ba, vì ba là món quà lớn nhất của con rồi, con không cần quà khác đâu ba.
cưng con quá à. Ba nói giỡn á, chứ làm sao ba có thể quên được món quà sinh nhật của con gái ba được. Đây nè, tên tên tên. Đây nè, tuổi mới của con gái, ba chúc con luôn mạnh khỏe, học giỏi nè. Và quan trọng nữa, con sẽ là đứa con gái tuyệt vời nhất của ba. Cảm ơn ba. Sao chú khóc vậy chú? Ủa, chú đâu có khóc. À, chắc là chú không có quà đúng không? Không sao đâu chú, chú đến đây là con vui rồi mà. Ủa, chú cảm ơn con. Chú có chuẩn bị quà cho con nè. Cảm ơn chú. Chú mừng sinh nhật con nha. Dạ. Rồi, ba để đây nha. Thôi, mình nhập tiệc đi ha. Dạ. À, trước khi nhập tiệc, hay là mình chơi một trò chơi đi. Trò chơi gì? Trò chơi được mang tên Hỏi Thật Nói Thật. Hôm nay là sinh nhật của con, nên con sẽ được ưu tiên hỏi nha. Được thôi. Bây giờ con sẽ hỏi cả ba người nha. Ba Bình. Hả? Ba thương ai nhất? Trời ơi, câu hỏi gì dễ ẹt. Đương nhiên là ba thương con gái của ba nhiều nhất rồi. Vậy còn gì? Dì thương ai nhất? Thì dì. Ê, cấm là đáp trùng ý nha. Thì ba con cấm rồi thì dì thương ba con nhất. Vậy còn chú Tùng, chú thương ai nhất? Đương nhiên là con. Đương nhiên là con gái của chú nhất rồi. Ủa, chú có con gái ạ? Con gái chú đâu ạ? Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa. Nhập tiệc đi, hả? Dạ. Ba thèm quá à. Ăn rồi ba ăn. Ba cảm ơn con. Của chú. Cảm ơn con. Gì? Cảm ơn con. Mọi người ăn ngon miệng nha. Gì của con đâu? Con có nè. Ăn đi, ăn đi. Dạ chú thông cảm, hiện tại anh Tâm bị tạm giam, tụi con cũng không biết phải làm sao hết. Tôi cũng muốn thông cảm lắm chứ, nhưng mà ai thông cảm cho tôi? Hết tháng này chúng tôi lấy lại quán. Nhưng mà anh Tâm vẫn trả đủ tiền cho chú mà. Bây giờ trả tiền gấp đôi cho tôi cũng không muốn đâu. Vì trong hợp đồng có ghi rõ, chúng tôi không muốn dính dáng với những người phạm pháp. Nếu mà anh Tâm có điện về á, thì cô nói với anh ấy á, thu xếp đi, càng nhanh càng tốt, trả quán lại cho chúng tôi. Dạ. Check mic, 1, 2. Khán giả vỗ tay đi. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã đến với màn trình diễn của tài năng âm nhạc Diễm Mai. Vâng, cho hỏi tài năng âm nhạc hôm nay sẽ trình diễn bài gì ạ? Mấy bạn muốn nghe bài gì? Bài gì cũng được, miễn là bạn thích. Giờ mình sẽ đánh tặng cho ba, dì và chú nghe bài này nha. Diễm Mai, gọi cấp cứu, Anh xin ông chủ nghỉ làm rồi đúng không? Đi với mì là tôi xin nghỉ hết á. Mà tôi thấy sao á, hay là mình đi về đi, kiếm tiền còn nhiều cách mà. Về sao được mà về? Anh không thấy phi vụ này hời à? Chỉ cần uống rượu với lại hát karaoke với người ta là mình đã trừ được hết nợ đó. Trời ơi, lỡ người ta bắt uống không say không về sao? Mi có biết tôi lo cho Mi lắm không? Đi về đi mà.
Thì lo thì có lo, nên tôi mới kêu anh đi theo để bảo vệ tôi đó. Cái rừng toàn thợp không mà bắt con thỏ bảo vệ hả? Gọi ông chú đi cho yên tâm hơn nha. Quá đẹp, con thấy đẹp không? Cũng được. Cũng được gì? Quá đẹp chứ cũng được gì? Ôi, cái này bị hư. Thôi để tôi gọi liền cho ổng. Không được, hôm nay là sinh nhật con gái người ta, mình không có được làm phiền đâu. Sao, anh có bảo vệ tôi được không? Tôi yên tâm đi, tôi sẽ truyền đủ mọi cách để bảo vệ tôi hơn. Khủng quá. Lâu rồi tôi chưa được hát karaoke, hôm nay tôi phải hát cho đã mới được. Mi mình trời đất ơi, bà hát cho đã mà mệt mình. Trời đất ơi, quý bà hát mà vui. Dạ anh ơi, mình gặp anh chị không ạ? Dạ anh ơi, cho em hỏi mình còn phòng không? Dạ quán em còn phòng ạ. Vậy lấy cho em một phòng. Dạ rồi, ok anh. Dạ mà nhỏ nhỏ thôi anh. Dạ rồi, ok em mời anh vào. Dạ. Ở đâu vậy anh? Dạ anh đi lên. Nè, từ đó tới giờ con bé có bao giờ có biểu hiện sức khỏe không tốt không? Xin việc không có nên tôi mới đang lo lắng. Yên nói con bé là giống Diễm. Không thể nào, không thể nào. Hôm nay là sinh nhật con bé mà. Hôm nay là sinh nhật con bé mà. Dành cho con sẽ hiểu.